Đời người ngắn ngủi, có ba thứ quý giá, xin đừng bỏ lỡ. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, mỗi con người chúng ta sống trên đời luôn chạy theo những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Nhiều người hạnh phúc vì những gì đã đạt được và nhiều người lại đau khổ khi bản thân chưa hoàn thành tâm nguyện. Thế nhưng, đến giai đoạn cuối cùng, mấy ai có thể nhận ra những điều thật sự quan trọng nhất của cuộc đời. Có mà không biết trân trọng, mất rồi thì đừng tiếc. Hôm nay, kênh Sống Để Hạnh Phúc xin chia sẻ đến quý vị ba thứ quan trọng nhất đời người, bạn nhất định đừng bỏ lỡ. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài chia sẻ. Thứ nhất, chăm sóc cho bố mẹ nhiều hơn khi còn có cơ hội. Có một đoạn tin tức trên mạng xã hội như sau. Một bà cụ 65 tuổi giấu gia đình ra ngoài làm việc, ăn uống cần kiệm, dành dụm được hơn 50 triệu đồng. Bà nói, con trai và con dâu quá cực khổ, còn phải nuôi con ăn học. Tôi giúp được bao nhiêu thì giúp. Khi được phỏng vấn, bà cười cho biết mục đích giấu con cái đi làm của bà là kiếm chút tiền để mừng năm mới cho cháu nội và cháu ngoại. Gia đình đoàn viên hạnh phúc là ước nguyện cuối cùng của bà. Nhiều người khi xem được đoạn phỏng vấn của bà cụ cũng cảm thấy chạnh lòng. Thật vậy, người ta có câu, người có thể dành tất cả cho chúng ta cũng chỉ có bố mẹ mà thôi. Cuộc sống bộn bề đã khiến chúng ta vô tình xem nhẹ sự hiện diện của bố mẹ. Chưa thể cảm nhận được tuổi già đến với bố mẹ còn nhanh hơn cả sự lớn khôn của chúng ta. Đến một lúc nào đó, chúng ta bỗng chợt nhận ra rằng thời gian ở bên cạnh bố mẹ thật sự quá ít ỏi. Một khi bố mẹ đã rời xa thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. Thời gian là một thứ gì đó rất vô tình và con người chúng ta không thể thay đổi được, ngoại trừ cố gắng trân trọng hiện tại. Chính vì vậy, hãy ở bên bố mẹ thật nhiều nếu như bạn còn có thể. Thứ hai, đồng hành cùng con lớn khôn chính là cuộc hành trình tươi đẹp nhất. Một cô gái đã chia sẻ câu chuyện trưởng thành của mình trên sóng radio. Cô sống xa gia đình từ nhỏ, chưa từng cảm nhận được trọn vẹn sự ấm áp khi được ở bên bố mẹ. Sau khi trưởng thành, cô luôn khát khao có một gia đình thực thụ. Cô đã thất bại trong hai cuộc hôn nhân. Vì thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ từ nhỏ, nên cô không biết cách để làm một người mẹ tốt. Những lúc tức giận, cô chỉ biết trút hết những oán niệm của mình lên đầu con gái nhỏ. Có một ngày, cô nhìn thấy con gái nhỏ của mình khóc sau những lời mắng chửi. Cô bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh của bản thân khi xưa, cũng là một đứa trẻ hay khóc lóc vì thiếu thốn tình cảm gia đình như vậy. Thế là cô quyết định từ bỏ công việc để mai sau toàn tâm toàn ý ở bên cạnh con, bù đắp những thiếu sót mà mình đã gây ra. Những đứa trẻ được yêu thương sẽ dễ dàng có được trái tim biết đồng cảm. Đến một lúc nào đó, chúng sẽ trở thành người giang tay ôm lấy và dỗ dành bạn như cách bạn đã yêu thương chúng lúc nhỏ. Con cái là tài sản quý giá, là cả sinh mạng của những bậc làm cha làm mẹ. Chứng kiến con cái mình hạnh phúc có lẽ là tâm nguyện lớn nhất của cha mẹ. Vậy thì tại sao chúng ta không cùng đồng hành trưởng thành với con cái để trải nghiệm được rõ ràng hơn? Sẽ có một ngày con cái sẽ lớn khôn, chúng sẽ rời xa vòng tay của bố mẹ để đi tìm hạnh phúc riêng cho đời mình. Cha mẹ và con cái lắm lúc sẽ xảy ra cãi vã, bất đồng, hiểu lầm, nhưng sẽ không có oán hận. Vì chúng luôn ghi nhớ ai là người cùng đồng hành, hy sinh cho chúng mà không cần sự hồi đáp. Không ai khác, chính là cha mẹ. Những đứa trẻ được yêu thương sẽ sở hữu dũng khí và năng lực mạnh mẽ để đương đầu với thế giới này. Điều thứ ba, cuộc đời thật ngắn ngủi, sức khỏe là món quà vô giá. Sống trên đời này, con người luôn trôi theo một vòng tuần hoàn là sinh, lão, bệnh, tử. Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ chợt ý thức được sức khỏe mới quan trọng đến nhường nào. Một đặc điểm của con người chính là chúng ta chưa biết quý trọng những gì đang có, và đến lúc mất đi thì mới hối tiếc.
Những người trẻ tuổi vì quá tập trung vào con đường công danh lợi lộc và thiếu nhận thức nên luôn xem thường sức khỏe của bản thân. Người thì làm việc bạt mạng kiếm tiền quên ăn quên ngủ. Người thì ăn uống không điều độ hoặc sử dụng những thứ độc hại. Người thì ngó lơ những biểu hiện không tốt của sức khỏe vì cho rằng: ôi, bệnh một chút cũng không sao, ngày mai tự nhiên sẽ khỏi. Cái bệnh trong cơ thể đôi khi chúng ta không tài nào kiểm soát được, nhưng chí ít chúng ta cũng có thể phòng ngừa và chữa trị kịp thời. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thử tự bảo vệ bản thân trước khi cơ thể trở nên sa sút hơn? Cái gọi là giàu sang phú quý, cuộc sống mỹ mãn có thật sự ý nghĩa nếu bản thân không có sức khỏe? Bạn chẳng bao giờ biết được hôm nay hay ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy nên, nếu còn sống được ngày nào thì hãy nhớ đối xử tốt với bản thân một chút. Có sức khỏe thì mới có tương lai. Quý vị thân mến, hạnh phúc là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Chỉ khi hạnh phúc từ bên trong thì bạn mới có thể hoàn toàn tận hưởng những trải nghiệm và sự kiện mà bạn chia sẻ với những người thân yêu. Có đến hàng tỷ người trên thế giới đã và đang ưu tiên ba điều này để có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, hạnh phúc nhất. Đầu tiên, một công việc có ý nghĩa. Tìm kiếm ý nghĩa là một nhu cầu bẩm sinh của con người, và những gì chúng ta làm vì công việc là một trong những môi trường chính để đáp ứng nhu cầu đó. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng một công việc có ý nghĩa sẽ giúp gia tăng động lực, sự gắn bó, khả năng phát triển nghề nghiệp, sự hài lòng trong công việc và hiệu suất của mỗi cá nhân. Chúng ta dành rất nhiều thời gian để làm việc, gần 8 giờ một ngày, ít nhất 40 tuần mỗi năm và kéo dài trong 40 năm hoặc có thể lâu hơn. Nó chiếm một tỷ lệ khá lớn của quỹ thời gian eo hẹp mà chúng ta có trong cuộc sống. Sử dụng tài năng và kỹ năng của bạn ở mức tối đa trong công việc không chỉ giúp bạn thể hiện bản thân mà còn là cơ hội hiếm có để kết nối với mọi người xung quanh. Nếu được làm công việc mà bạn yêu thích, nó sẽ mang đến hiệu quả, động lực và hạnh phúc cho mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Nếu công việc của bạn có ý nghĩa, bạn sẽ có nhiều khả năng gắn bó lâu dài với nó và sớm gặt hái được nhiều thành công. Điều thứ hai, có những mối quan hệ sâu sắc và lâu dài. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng kết nối xã hội không chỉ giúp mọi người hạnh phúc hơn mà còn giúp cải thiện sức khỏe, thậm chí là có khả năng kéo dài tuổi thọ. Và con người có đặc tính xã hội rất cao, đó là bản chất của chúng ta, và chúng ta không thể sống một cuộc sống mà không có sự tương tác. Khi cảm thấy tồi tệ, điều duy nhất chúng ta muốn là có một tâm trạng tốt hơn. Nhưng khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc, chúng ta có nhiều khả năng hy sinh một số lợi ích của những mối quan hệ cũ để đạt được những mục tiêu lâu dài hơn, như xây dựng các mối quan hệ mới hoặc kết bạn mới. Các mối quan hệ khuyến khích những hành vi tốt có lợi cho chúng ta, giúp cải thiện tâm trạng và sức khỏe tổng thể của chúng ta. Trong cuộc sống, sự phát triển và thành công của mỗi người không chỉ nhờ vào nỗ lực làm việc chăm chỉ đơn phương, mà còn nhờ vào kỹ năng xây dựng và khai thác mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Điều cuối cùng, tự do làm điều mình thích. Nhiều người đánh giá cao sự tự do vì nó cho họ cơ hội theo đuổi những điều có ý nghĩa mà không có những hạn chế không cần thiết bên ngoài. Sự tự do giúp tăng cường khả năng sáng tạo, tăng năng suất và chất lượng cuộc sống. Tự do giúp bạn thay đổi mọi thứ trong cuộc sống. Tự do suy nghĩ cho chính mình, tự do làm việc theo thời gian của bạn, tự do thể hiện cá tính hoặc đầu tư vào điều gì đó có ý nghĩa đối với bạn. Sự giàu có thực sự là không phải đi học, không phải dành thời gian cho những trò thị phi, không bị sẩy chân vào các trò chơi địa vị, không cảm thấy như bạn phải nói có, không phải lo lắng về việc người khác đòi thời gian và năng lượng của bạn. Mọi người thành công, phát triển và tận hưởng cuộc sống bằng cách tò mò về con người thật của họ và làm những điều họ đánh giá cao nhất trong cuộc sống, để tìm ra những giá trị có thể làm cho cuộc sống có ý nghĩa và viên mãn.
hãy đào sâu vào những trải nghiệm trong quá khứ của bạn. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của việc nhìn lại những câu trả lời có thể giúp bạn sống cuộc sống tốt nhất trong hôm nay và ngày mai. Những hình mẫu xuất hiện có thể giúp bạn xây dựng danh sách những điều bạn đánh giá cao trong cuộc sống. Giá trị cốt lõi của bạn có thể giúp bạn sắp xếp hành động của mình trong suốt quãng đời còn lại với những thứ khiến bạn trở nên năng động và tạo ra một cuộc sống dựa trên những điều khiến bạn hạnh phúc. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi cuộc đời mình một cách vô hạn khi nhận ra rằng thời gian là tài nguyên quý giá nhất của bạn. Và hãy nhớ những gì Paulo Coelho đã từng nói. Một ngày nào đó, bạn sẽ thức dậy và không còn thời gian nữa để làm những gì bạn hằng mong muốn. Hãy làm việc đó ngay từ bây giờ.